giới thiệu đến quý anh chị và nhà đầu tư một thửa đất trục xe buýt chạy qua tần suất 5 đến 15 phút di chuyển ra trung tâm nội đô. Phía bên tay trái em, phía trước mặt quý anh chị nhà đầu tư chính là thửa đất 57,7 m² với thông số của thửa đất là hướng đông nam bắc mẻ, mặt tiền 4,5 m và chiều sâu khoảng 13 m. Đó, thửa đất này thì bám trục đường kinh doanh. Trục đường kinh doanh này thì tọa lạc tại D10 xã Phúc Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Từ vị trí thửa đất mà ra quốc lộ 6A bến xe Yên Nghĩa chỉ mất 5 đến 10 phút di chuyển, và bán kính 500 m thì đầy đủ khu hành chính của xã Phụng Châu. Trong đó thì xã Phụng Châu thì có trường đại học sư phạm thể dục thể thao với số lượng sinh viên rất là đông và kinh doanh buôn bán là rất là sầm uất. Tuyến đường này thì gần với tuyến đường Lê Văn Lương Tố Hữu theo quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đó nên là một trục kinh doanh này sẽ là một trục kinh doanh rất là tiềm năng để cho quý chị và nhà đầu tư sở hữu thửa đất nền Vân Đô, sổ hồng công chứng trong ngày mà giá trị thửa đất chỉ có trên 2 tỷ. Đó. Phía bên tay trái em, trước mặt quý chị xa xa chính là khu sinh thái chùa Trầm của xã Phúc Châu. Đó, khi anh chị về đây mà du lịch hoặc nghỉ dưỡng hoặc là câu cá rất là đẹp. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ em Thành. Em Thành sẽ có một video của Lightcam sau video này. Em Thành, phóng viên bất động sản Vân Đô, tọa lạc tại Chương Mỹ. Cảm ơn quý chị mà thăm nơi bác đã về hang từ Trầm Sơn. Trương Mỹ ơi, cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa, lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông. Trương Mỹ ơi, quê hương đẹp giàu, chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no, tương lai sáng ngời, Trương Mỹ ngân vang lời ca. Trương Mỹ ơi, đường phố đông vui, chúc sơn nay rợp bóng cây xanh, sông đáy sông bùi huyết mạch đổi mới quê hương. Trương Mỹ ơi, vang danh sử vàng, dòng suối Ninh Kiều tốt đồng mãi còn ngân vang, truyền thống cách mạng Trương Mỹ quê hương anh hùng. Về quê tôi ven đường số 6, đây trăm gian chùa huyền thoại cổ kính linh thiêng. Đoàn quân năm xưa trung dũng kiên cường, trai tài gái đàn mùa về thoảng hương lúa thơm. Ai qua đô thị xuân mai, làng nghề Phú Nghĩa đến những khu công nghiệp mới, mà thăm nơi bác đã về hang từ Trầm Sơn. Trương Mỹ ơi, cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa, lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông. Trương Mỹ ơi, quê hương đẹp giàu, chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no, tương lai sáng ngời, Trương Mỹ ngân vang lời ca. Bóng cây xanh, sông đáy sông bùi huyết mạch đổi mới quê hương. Trương Mỹ ơi, vang danh sử vàng, dòng suối Ninh Kiều tốt đồng mãi còn ngân vang, truyền thống cách mạng Trương.